Dược mỹ phẩm D1 by Tâm Đoan tạo nên sự khác biệt. Lúc trước người bác sĩ có nói là giống như em không có khả năng sinh con, tại vì trong người thì tới 4 cái bú ở trong tử cung. Có hỏi là tại sao thì bác sĩ nói là giống như là khi mà nó lớn quá thì cái tinh trùng nó không có vô được để mà nó thụ thai. Nó cũng 38, 39 rồi. Chắc nghĩ là mình không có con. Một lần tình cờ thấy giới thiệu trên Facebook thì em cũng muốn thử coi sao, thì cứ nghĩ là uống đi thì coi trong người mình nó sẽ bớt bú đi thôi chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng mà uống một thời gian khoảng trên 3 hộp, tự nhiên cái 3 tháng đó tôi cảm thấy người nó cứ lạnh, thì cũng lúc đó cũng không có nghĩ là có em bé, tại vì giống như mấy lần trước thì cũng vui xong rồi lại buồn, tại vì không có được baby thì nó cũng không có nghĩ gì hết. Cái đi bác sĩ nói là có em bé rồi. Wow, mừng quá chị. Dạ. Dạ. Lúc đó không biết là mình có nghe lộn phải không. Dạ. Xong rồi cái nhà thì nói, đa số là nói 10 người mà 11 người khóc thôi, tại vì một người khóc hai lần. Trời ơi. Ai cũng khóc á, khóc là mừng á, là vui. Dạ. Công ty D1 chúng tôi chuyên sản xuất với lại nhà máy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Canada. Thì ở Nhật Bản là mình sản xuất cái dòng Fucodon, là cái loại dược thảo D-Roll này. Fucodon thì trên thị trường quý vị nghe rất là nhiều và nó có nhiều công dụng tốt. Nhưng cái loại Fucodon tên là D-Roll của công ty Tâm Đoan, thì Tâm Đoan sẽ nói ngay lập tức là đây rõ ràng luôn có bằng chứng hẳn hòi là đã giúp cho bệnh nhân mà bị ung thư mà bị phản ứng với lại cái thuốc chemo vượt qua ung thư, và bây giờ là không còn mầm mống ung thư luôn, bây giờ là khỏe hoàn toàn, là lấy lại một cái sức khỏe mới như là một con người mới luôn nha quý vị, mà không cần phải bị ung thư mới uống nha quý vị. Cái này nó sẽ mang lại cái sức đề kháng, nó sinh sản tế bào mới, sinh sản bạch huyết cầu để mà chống lại bệnh tật cho mình, có nghĩa là ngăn bệnh phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tế bào mới có nghĩa là mình sẽ thấy mình mọc tóc nè, mình da mình đẹp ra, nói chung là mình sẽ thấy một cái con người mới hoàn toàn. Quý vị sẽ thấy sự khác biệt trong sức khỏe của mình. Cái lọ này cái giá trị của nó $380 nha quý vị. Những cái chị rồi này rất là nhanh. Mới lúc đầu khám bác sĩ nói là phải 6 lần chemo, nhưng mà mới 3 lần là bác sĩ test scan là chị cancer free. Wow, quý vị nghe không? 6 lần nhưng mà là mới có 3 lần. 7 tháng là chị hết ung thư. Wow, chị nói về cái vấn đề bị phản ứng với cái thuốc thải độc của chemo cho mọi người nghe. Nó làm chị lột da làm sao đó chị? Cháy hết người chị, cháy cả mắt chị luôn chị. Chút xíu là chị bị mù mắt rồi đó. Wow. Cháy lỗ mũi, cháy miệng, 2 tháng chị không ăn được gì. Rồi cháy lỗ tai, nói chung là cháy hết người, nằm trong UCI 28 ngày. Ok, và sau đó bắt đầu mà lúc mà chị uống lại cái D-Royal này đó, thì bao nhiêu lâu bắt đầu chị thấy da chị nó liền lại và bắt đầu cơ thể nó bình phục đặng mà vô lại thuốc chemo? Nó bình phục nhanh lắm Tâm Đoan. 5 ngày thôi. Wow. Mỗi ngày da nó rớt ra, anh Hùng phải đi phủi giường quét, nhân viên y tá phải vô quét, nó rớt tới đâu nó lằn tới đó nha, chứ không hề lỡ lối nha Tâm Đoan. Wow, có nghĩa rằng là 5 ngày sau khi bắt đầu chị uống cái này là cho dù da nó lỡ loét nhưng mà da mới nó mọc lại liên tục và nó liền lại ngay trước mắt luôn. Nó liền ở phía dưới cái phỏng đó, rồi xong mình lột cái da là da liền luôn. Không có bị chảy nước, chị giống như là trong đầu chị nghĩ là chết rồi, nó mà không bị ra, không bị lỡ. Nó sẽ đau đớn lắm. Dạ dạ. Nó sẽ chảy nước nhưng mà không dạ. Có. Chị đó. Rất là ngạc nhiên, kinh khủng luôn á. Rồi đó rõ ràng là một cái sự thay da đó quý vị thấy, đó là tái tạo tế bào mới đó quý vị. Mình cứ nghe cái từ tái tạo rồi sinh sản tế bào nhưng mà nó hình thức như thế nào là rõ ràng như chị Hương vừa mới tả đó. Quý vị coi những cái hình của chị nó lột nát da mặt và da miệng. Nhưng mà là khi mà uống cái dược thảo này vô, dược thảo này nha quý vị, của công ty Tâm Đoan sản xuất, thì là da chị bắt đầu liền là liền. Thấy rõ luôn. Liền rất nhanh. Dạ. Rồi xong rồi chị xuất viện, xong rồi chị đi chemo lần thứ hai. Lúc mà trong chemo trong bệnh viện đó là chị uống luôn 2 viên D-Royal. Ừ. Đi qua về nhà không ói nha Tâm Đoan, đứng lên nấu ăn khủng khiếp luôn. Dạ, lúc đó gọi phone nói chuyện với em 45 phút đồng hồ nha quý vị. Mà cái case của chị rất là nặng nha quý vị, tại vì trong bao nhiêu triệu người đó mới là bị một cái case mà bị phản ứng với cái thuốc thải độc chemo như vậy, cho nên là thực sự mà phải nói rằng là D-Royal dược thảo này đã giúp chị Hương có một cái sức đề kháng rất là tốt, mà nó bắt nhịp kịp cái cơ thể để mà đẩy lùi cái tế bào ung thư và vượt qua ung thư, đúng không chị ạ? Đúng rồi Tâm Đoan, mà quan trọng là giờ tóc chị mà da bây giờ cũng đẹp hơn luôn, căng bóng luôn Tâm Đoan. Quý vị biết không, chị Hương, cái trường hợp của chị là
thập tử nhất sinh, và nó là một cái gọi là nhân chứng sống, cho nên chị sẵn sàng chia sẻ bất cứ lúc nào để cho khách hàng tự động nhìn thấy và nói chuyện, chia sẻ và chúc mừng chị luôn, chứ cũng không cần đến mà em phải nói. Cảm ơn chị Hương nha. Công ty Tâm Đoan là đứng vững 8 năm nay trên thị trường rồi nha quý vị, hàng chất lượng, hàng cao cấp chứ không phải là hàng mua đi bán lại. Tất cả công thức của Tâm Đoan, và Tâm Đoan làm việc với lại nhà máy ở bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Canada để mà ra những cái sản phẩm của mình. Đây là cái cặp sống thần thần thánh đen đỏ. Nãy cái chai đen là đang cầm trên tay hàng mới về mà nâng cấp hơn nữa đó. Ủa nó xịn lắm quý vị. Nó sẽ giúp cải thiện được cái lão hóa, nó làm mình chậm lão hóa và nó giúp cho mình trẻ lâu, nó giúp cho da mình mềm mịn, ít có bị những vấn đề trên da như là nám, đồ mồi, tàn nhang. Nó đã giúp cho rất là nhiều khách hàng vừa trẻ hóa mà vừa đẩy được cái nám ra, và sau đó cái da nó khỏe, hầu như họ không có bị nám lại. Sống thần thiệt luôn. Cái mặt chị nó tái tạo, nó khác lắm á. Trẻ ra nữa đó, trắng mà nám đỡ tàn nhang rồi cũng bớt. Hai chai rất là good, I love it, rất là hiệu quả. Cái nếp màu đồ hồi mà em biết nó có chấm chấm đen đen hồi xưa, nó phai mờ đi đó. Wow, là nó rất là hiệu quả, cho nên ai cũng nói chị là cái da indifferent, chị nói da, tại chị xài mỹ phẩm Tâm Đoan. Chính xác luôn, những gì Tâm Đoan nói, những gì mà khách review lại nói, đó là sự thật. Tâm Đoan trân trọng kính mời.